Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Vì vậy, ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị mọi mặt để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thực sự là ngày hội của toàn dân. Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng triển khai chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó nhấn mạnh đến 9 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử. Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình triển khai chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó nhấn mạnh đến 11 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội dân chủ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị nên tại quận phường của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2021. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hướng dẫn những điểm mới trong quy trình chuẩn bị nhân sự, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.